Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ trúng số trong tháng 3 âm lịch Tức là nó tháng Bính Thìn Thì đó là những con giáp nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, Thưa quý vị, như chúng ta đã biết ấy, khi mà để xét về cái tài vận đúng không ạ? Về cái tài, về cái tiền tài Tiền tài của một con giáp nào đó Thì chúng ta thường xét đến hai yếu tố Một là gì? Vận là thiên tài đúng không ạ? thiên tài chính tài và gì lộc tồn đó. khi mà chúng ta vẫn giờ vận lộc mã quý nhân ấy, thì công việc sẽ rất dễ là xảy ra chuyện là hành thông thuận lợi và những cái tiền tài nó từ đó mà sẽ dễ dàng kiếm hơn những lần trước đúng không ạ còn khi mà vận và chính tài ấy, vào chính tài thì công việc tài vận tiền bạc mà chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn những cái thời gian trước nhưng mà càng thì càng kiếm nhiều tiền thì chúng ta sẽ càng vất vả còn một cái nữa là cái thiên tài thiên tài là những cái lộc từ trên trời rơi xuống nó là một cái tiền nó khoản tiền đến từ một cách bất ngờ mà mình không thể kiểm soát được có thể một lúc nó đến một cách rất là lớn rất là bất ngờ đùng một cái là xuất hiện luôn đó thì đó là vận thiên tài thì khi xét về một người có cơ may trúng số đổi đời hay không ấy, thì người ta thường xét về vận thiên tài và chính tài và lộc tồn Đấy, và lộc lộc và thiên tài nhé thì trong cái tháng 3 lịch nó tháng bính bính thìn thì trong 3 tháng thì 4 tháng tứ mộ là thìn thìn tuất này thìn tuất xíu mùi vậy thì nó không là lộc của tuổi nào cả vậy nên là trong tháng 3 lịch thì chúng ta chỉ xét về cái vận thiên tài của từng tuổi Đó. như chúng, như các bạn đã biết ấy, thì cái vận thiên tài nó là nó là cái tài nó là cái cái những cái lộc mà nó bất ngờ nó xảy ra đến với chúng ta có thể là khi mà các bạn mà lâm vào vận thiên tài này lâm vận thiên tài thì cái cơ may của các bạn sẽ đến rất là lớn, tiền bạc cái thời gian này nó sẽ kiếm rất là nhiều, tùy theo cách mà các bạn hành xử với nó. Nếu mà các bạn mà trong thời gian này mà các bạn chịu khó làm việc, đấy thì các bạn cũng sẽ nhận được những khoản tiền thưởng, tiền boa, tiền tip, vân vân. Hoặc là cũng sẽ nếu mà làm tốt nữa thì cũng sẽ được cấp trên lại quả hoặc tăng lương, tăng chức. Đấy. Còn khi mà vào vận thiên tài này, nếu mà các bạn không làm gì mà chỉ trông chờ mỗi vào cái trúng số hoặc là trông chờ vào một cái trò đỏ đen ấy thì nó cũng không thực sự không tốt tiền có đến được dẫu có trúng số đấy chăng nữa thì cũng sớm muộn gì cũng sẽ gì sẽ trở lại cái con đường trắng tay như thường đấy vậy nên là dù là vận nào đấy chăng nữa thì các bạn cũng phải cần phải làm việc một cách nghiêm túc và có kế hoạch công việc cho mình cũng như là có cái bước đi đúng đắn để chúng ta có thể chào đón những cái điều may mắn nhất trong cuộc sống nó đến với chúng ta và trong tháng này ấy thì chúng ta cùng xét về cái vận thiên tài đúng không tháng ba lịch nó là tháng bính thìn thì chúng ta thấy này khi cái vận thiên tài đến khi mà nhâm gì nhâm gặp bính đúng không ạ nhâm gặp bính thì là là thiên tài đó tháng bính thìn vậy chi là những người có thiên can nhâm mà gặp tháng bính thìn ấy thì sẽ là gì Vào vận thiên tài đúng không ạ mà tháng bính thìn được thổ đó thổ thì sinh cho gì thổ sinh cho kim thổ thì hòa với thổ và gì thổ thì bị gì? mộc khắc mộc thì khắc thổ vị trí là để xét xem con giáp nào có cái cơ hội trúng số ấy tại sẽ xét xem những con giáp đó được tháng sinh cho thứ nhất là được tháng sinh cho này ưu tiên số 1 này thứ hai là gì ngũ hành này hòa với tháng là thì hòa đúng không ạ và thứ ba là gì thứ ba là gì nó phải khắc được gì thứ ba là phải mình phải khắc tức là người mà cần xét ấy con giáp cần xét nó phải khắc được cái tháng này thì là mộc mộc khắc thổ đúng không ạ và chúng ta cùng xét này, thiên can nhâm, nhâm thì chúng ta sẽ có những tuổi nào? Nhâm thì chúng ta sẽ có là nhâm tí là 1972. Nhâm tuất, à, nhâm tí này, nhâm dần là 1962, nhâm thìn là 1952. À, nhâm ngọ là 1942 hoặc là 2002. Đấy. Nhâm thân là 1992, nhâm tuất là 1982. Đó, đó là những con giáp mà có thiên can nhâm. 6 con giáp thì chúng ta còn xét về cái ngũ hành của từng con ví dụ tuổi nhâm tý thì có ngày thuộc mộc à, nhâm dần thì là kim nhâm thìn thì là thủy Để nhâm ngọ thì là mộc Để nhâm thân thì là kim nhâm thất thì là thủy bây giờ chúng ta cùng xét về mối tương quan ngũ hành giữa các gì các con giáp với lại tháng Đúng không? thì trong này chúng ta ưu tiên số 1 là những người có mệnh kim tại vì gì được tháng sinh cho thổ sinh kim vị trí là những người sinh năm 1962 nhâm dần và những người sinh năm 1992 là nhâm thân sẽ là những người những con giáp may mắn nhất thì con giáp nhâm thân sẽ may mắn hơn vì được bộ tam hợp gì thân tí thìn là tam hợp đúng không ạ kim này cái này may mắn thứ hai này tiếp theo con giáp may mắn thứ hai là những người có ngũ hành thuộc thổ thổ thì trong ba con này không có đâu tiếp đến là những người có ngũ hành thuộc mộc Mộc của chúng ta có những người sinh năm 1972 là tuổi nhâm tý và những người sinh năm 1942 hoặc là 2002 là tuổi nhâm ngọ. Đó, thì nhâm tý cũng ngoài tổng mộc với lại hơn nữa là được bộ thân tí thìn, vậy trên thì nó sẽ may mắn hơn là những người tuổi tuổi, tuổi ngọ. Đó, đó là con giáp may mắn đầu tiên là bốn con giáp là những người sinh năm 1992 là nhâm thân này. 1972 là nhâm tý này. 1942 là nhâm ngọ và 1962 là nhâm dần. Đó, đó là sáu con à, đó là bốn con giáp may mắn nhất. À, tiếp theo chúng ta xét về thiên can ẩn tàng. À, trong bất tự mỗi một địa chi thì nó sẽ ẩn tàng ra các thiên can khác nhau, tùy theo vị trí, tùy theo bố cục mà nó sẽ có một, hai là hay là ba thiên can ẩn tàng. Đó. Ví như là tuổi Tý này thì có ẩn tàng thiên can quý này, xíu là kỷ tân quý. Vâng. Ví tuổi gì? Tuổi Thìn thì sẽ ẩn tàng ba thiên can là mậu, quý và ất Mậu quý và ớt đúng không ạ? Như vậy là gì? Trong cái tháng 3 âm lịch chúng ta cùng xét xem là cái tuổi nào nó có ẩn tàng thiên can mà nó tạo thành thiên tài của cái tuổi thìn Đấy. thì mậu đúng không ạ tuổi mậu thì chúng ta có là khi mà những người có thiên can giáp mà gặp mậu thì sẽ là gì là thiên tài như vậy bây giờ chúng ta xét có những tuổi nào có thiên can giáp ẩn tàng thì chúng ta thấy là tuổi hợi này là có thiên can giáp ẩn tàng có nhân và giáp đúng không ạ và gì tuổi dần là có giáp bính và mậu Đấy. như vậy là chúng ta xét được tuổi đầu tiên là tuổi dần tuổi dần là những người sinh năm 1962 này. 1962 này là nhâm dần này 1974 là giáp dần này tư là dần này. 1986 là bính dần này 1998 là mộ dần và 1950 là canh dần Đó. như vậy nhâm dần 1962 là ngũ hành thuộc kim này Giáp dần là thủy này Bính dần là hỏa này Mậu dần là thổ này Và canh dần là là mộc Đấy. Thì như ở trên chúng ta xét ưu tiên số 1 là Những người mệnh kim này, hai là thổ, ba là mộc đó. Một là kim Kim là chúng ta có nhâm dần 1962 là ưu tiên số 1 Sau đó đến gì? Đến thổ, thổ là những người Sinh năm 1998, mậu dần là thổ là đứng thứ hai và tiếp theo là gì? Mộc là 1950, canh dần mộc là đứng thứ ba. Đó. Đó là những người tuổi dần. Tiếp theo chúng ta xét những người tuổi hợi. Những người tuổi hợi thì ngoài cái được là gì? Giáp Mậu. Tiếp theo chúng ta xét người tuổi hợi. Những người tuổi hợi thì chúng ta có tuổi sau này. 1995 là Ất Hợi này. 19 47 là Đinh Hợi này. 19 59 là Quý Hợi. 1971 là Tân Hợi và 1983 là quý hợi thì 1995 ất hợi cũng có thể hỏa 47 là thổ này à, 59 kỷ hợi là mộc này 71 là tân hợi là kim này và 1983 cũng là thể thủy Đấy. thì tương tự như vậy chúng ta sẽ xét những người mệnh kim thổ và mộc này kim thì chúng ta có 1991 tân hợi là thuộc kim là một trong quan sát có cơ may chứng số thứ hai là thổ thổ thì chúng ta có gì thổ thì chúng ta sẽ có là 47 đúng không ạ và tiếp theo mộc của chúng ta sẽ có tuổi 1958. Đó. Đó là quan sát tiếp theo mà có cơ may chiếu số. Tiếp theo là chúng ta xét xem thiên can thiên can quý thôi, thiên can tàng là quý. Khi mà chúng ta thấy này, kỷ mà gặp quý, những người có thiên căn kỷ mà gặp thiên can quý thì sẽ dễ có vận về về thiên tài. Đó. Như vậy là chúng ta thấy kỷ này sẽ có ba thiên can ẩn tàng, đó là gì? Những người tuổi ngọ là một này, thứ hai là những người tuổi mùi, Chúng ta là những người của tuổi tuổi xỉu Thì tương tự như vậy Thì tuổi xỉu thì chúng ta có, sẽ có 19, 1985 là tuổi ất xỉu này 1997 là đinh xỉu này 1949 là kỳ xỉu 49 này 1973 là quý xỉu Và 1961 là tân xỉu Thì chúng ta có này 1985 là ngũ hành thuộc kim rất xỉu đúng không ạ? 197 là thủy này. 1949 là hỏa này. 193 là mộc này. Và 1961 Tân Sửu là kim à là thổ. Đó. thì tương tự như vậy thì những con giáp may mắn trong tuổi xỉu thì sẽ có gì? Ông 1985 này là may mắn đầu tiên này. Thứ hai là những người có ngũ hành thuộc thổ thì là 1961. Và những người có ngũ hành thuộc mộc là 1973 là quý xỉu Đó. Tiếp đến ta xét đến những cái những người tuổi mùi thì có gì? 1955 này là ất mùi này. 19 67 này là đinh mùi này. 1979 là kỷ mùi. 1991 là tân mùi và 2003 là quý mùi. Hoặc là 1943 1943, 1933 2003 là quý mùi. Đó. Thì 1955 ớt mùi là thuộc gì? Kim này. 67 đinh mùi là thuộc thủy này 79 kỷ mươi thuộc hỏa này 91 là thổ này và 03 là mộc đó thì chúng ta xét lại tiếp tục thế này đây chúng ta ưu tiên số 1 là kim số 2 là thổ và số 3 là mộc ạ kim là gì 1955 này ưu tiên số 1 này thổ là 2 này và gì mộc là 3 đó tiếp theo chúng ta đến những người tuổi những người tuổi ngọ những người tuổi ngọ thì cũng ẩn tàng thiên can là đinh và kỷ đúng không? thì kỷ ở đây chúng ta có được ngọ này có là 1954 là giáp ngọ 1966 là bính ngọ 1978 là màu ngọ 1990 là canh ngọ và 1902 là nhâm ngọ à, giáp ngọ ngoài thuộc kim bính ngọ ngoài thuộc thủy Đó. mậu ngọ là hỏa canh ngọ là thổ và nhâm ngọ là mộc thì tháng chúng ta cũng xét là tuổi được tháng sinh cho thì những người 1954 sẽ được tháng sinh cho là ưu tiên đầu tiên thứ hai là gì ngũ hành thuộc thổ thổ là thổ chúng ta có gì chúng ta có một chín là ngũ hành thuộc thổ là con giáp may mắn thứ hai và mộc là những người hai hai là con giáp may mắn thứ ba đó như chúng, như chúng ta đã thấy những con giáp trúng số này như những người tuổi tía, những người tuổi thân này đấy thì là hai những tuổi này thì mặc dù có cơ may chưa được xuống số nhưng mà bên cạnh đó thì họ cũng sẽ gặp một cái hạn tam tai đúng không? và hạn tam tai và những hạn kiểu rượu họ xấu như là sao thiên la địa võng hoặc là hạn về cái huỳnh tuyền hoặc là thái âm thái dương vân vân đấy là đấy thì người ta sẽ dùng một cái linh phù giải hạn thì các bạn hãy sử dụng một cái linh phù giải hạn này để hóa giải vận hạn cho mình đặc biệt là cái hạn tam tai ba năm liên tiếp đó và bên cạnh đó thì các bạn muốn chiêu tài muốn chiêu tài cho mình thì các bạn hãy sử dụng một cái gì kim bài ngũ lỗ thần tài để trong ví trong túi hoặc là trong ốp điện thoại để để chiêu tài thì mặt trước đó là gì ông năm ông thần tài ngũ lộc thần tài và mặt sau là gì cái phù phù của phù thần tài gọi là thần tài phù đấy thứ ba là những người bị phạm thái tuế trong năm nay ấy, đặc biệt là tuổi gì tý ngọ mão dậu và tuổi thìn thì những người tuổi tý tuổi ngọ tuổi mão tuổi dậu tuổi thìn thì các bạn cũng nên sử dụng thêm một cái gì kim bài thái, thái, tuế kim bài thái tuế để hóa giải cái hạn thái tuế của năm đấy, đằng trước là mặt in hình thế ông thái tuế này đằng sau là gì là cái niên hiệu của năm cũng như là cái phù thế tuế để hóa giải cái hạn thế tuế của năm đó đó là những con giáp may mắn và cách hóa giải xui xẻo trong cái tháng 3 âm lịch cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo xin cảm ơn